Xin kính chào tất cả bà con cô bác. Hôm nay nhân viên mình xin gửi đến một clip giới thiệu về một bệnh lý là chân rất là lạnh, phần chân phần dưới lạnh và cơ thể suy nhược. Chú này đến với mình thì chú rất là yếu, cơ thể họ báo cáo là hổm rày là ăn uống rất là khó khăn. Có những cái triệu chứng như là say sẩm nè, tim hồi hộp, đánh trống ngực nè, ăn uống thì không được, quẫy quải, yếu sức, tiếng nói thì thấp bé, sắc mặt thì lại trắng bệch. Ở bệnh lý này thì mình dùng cái phương pháp là chăm và cứu. Trong đông y thì cũng có những cái cách để mà điều trị, ví dụ như là nhiệt thì chăm là tốt, hàn thì cứu tốt. Ở bệnh lý này thì chú ảnh hưởng của hàn lạnh phần chân rất là nhiều, do là khí biết điều kém, điều suy hết, cho nên thường thường dương hư thì hay sanh ra ngoại hàn. Ở bạch lý của chú này thì mình bắt mình thấy nó cũng có âm hư nữa, cho nên là cũng có nội nhiệt, bởi vì chú có tình trạng là hàn nhiệt giãn lai. Thì cái nguyệt mình chăm cứu đầu tiên đó là mình sẽ giới thiệu, đó là nguyệt tam âm giao. Thì nguyệt tam âm giao á là nguyệt thứ sáu của kinh tỳ, ta lấy từ mắt cá trong á, ta đo lên ba thốn. Thì nguyệt á là hội của ba đường kinh âm, là thái âm tỳ, thiếu âm thận và huyết âm can. Do là nguyệt nằm vị trí giao hội của ba đường kinh âm ở chân đó, nên nguyệt tam âm giao có tác dụng là bổ ích cho ba tạng can tỳ thận, nó trợ vận hóa thông. Nguyệt kế tiếp mình chăm đó là nguyệt tuyệt cốt, nguyệt thứ 33 của kinh đởm. Đây là nguyệt hội của tủy, đồng thời tuyệt cốt còn là nguyệt lạc thuộc ba kinh dương, là kinh đởm nè, kinh vị và bàng quang, nằm ở vị trí chân. Nguyệt kế tiếp mình dùng đó là nguyệt túc tâm lý, nguyệt thứ 36 của đường kinh vị. Thì theo như đông y á, tác dụng chung của nguyệt túc tâm lý là bổ khí bổ huyết, điều hòa trung khí, lý tỳ vị, khu phong quá thấp. Có chức năng là tăng cường hệ miễn dịch của toàn thân, hỗ trợ các bệnh lý về tỳ vị, bao gồm chứng là đau bụng nè, đầy hơi nè, đau dạ dày, nôn, buồn nôn, tiêu chảy, ở hơi, táo bón, thường xuyên nắc rồi đó. Nó cũng có tác dụng là hỗ trợ về phế, nó làm nó trị được các bệnh như suy giảm chức năng phổi nè, ho hen nè, ngái khi ngủ, khó thở, và nó cải thiện được tinh thần rất là nhiều. Nguyệt mình vừa chăm đó là nguyệt khí hải, nguyệt thứ 6 của mạch nhâm. Thì có thể hiểu nghĩa là nguyệt khí hải là nguyên khí, là năng lượng, hải là biển, nơi các nguồn nước đổ về. Hải khí, vì thế khí hải được hiểu đơn giản là nơi tích tụ nguyên khí sinh lực của cơ thể. Theo như y học cổ truyền á, nguyệt khí hải là một trong 36 đại nguyệt trong cơ thể con người á. Nó giúp bồi bổ sinh khí nè, mang đến nguồn năng lượng dồi dào, cung cấp cả sự sống luôn. Thì những nguyệt đạo mình đã chăm vừa xong, thì bước tiếp là mình dùng máy để mình móc điện vào, mình kích thích thêm những các nguyệt. Các bạn nên dùng phương pháp bổ nha, chúng ta kích thích nhẹ nhàng, chậm, yếu thôi. Lưu kim thì khoảng 30 phút, thời gian mình lưu kim 30 phút. Trong khoảng thời gian lưu kim đó, các bạn dùng thêm một cái phương pháp, đó là cứu, có nghĩa là chúng ta dùng cây thuốc cứu đó, chúng ta hơ cứu thêm. Tại vì bản thân người bệnh này thì cơ thể phần dưới chân rất là lạnh, buốt luôn, chúng phải mang giới, cho nên chúng ta phải dùng thêm cái phương pháp cứu thì nó sẽ có một cái kết quả tuyệt vời hơn. Thì ngày nay hầu như mọi người quên mất cái cụm từ chăm cứu, có nghĩa là chăm và cứu. Với đa số các cách hiểu của mọi người chỉ biết là đến phần chăm thôi, mà quên mất đi cái phần cứu. Mà đặc biệt hiệu quả trong nhiều trường hợp như là lạnh chân của chú này nè còn tốt hơn cả phương pháp mình chăm nữa nha, bằng kim nữa đó.
Thì mình cũng giải thích thêm đó là hiện nay á, các cái trường hợp là đau là liệt rồi đó, một số kỹ thuật thường được áp dụng hiện nay là ví dụ như đèn hồng ngoại nè, trường ấm nè, vân vân. Nhưng mà cái phương pháp cứu rồi đó, đông y có từ ngàn xưa là áp dụng điều trị là thông qua cái pháp cứu. Thì mục đích chính của phương pháp cứu là điều khí, khai thông huyệt đạo đang bị trắc trở, nhằm phòng và điều trị bệnh. Ngải cứu được hơ trên da tạo cảm giác nóng nhưng dịu, không bỏng rát, là chúng ta để hơi xa tí thôi, có cảm giác là thoải mái nè. Bên cạnh đó là mùi hương đặc trưng của ngải cứu còn có tác dụng là an thần định tâm. Theo y học hiện đại thì việc thay đổi nhiệt độ trên da tạo ra một cung phản xạ mới, nó giúp ức chế cung phản xạ bệnh lý trước đó. Chúng ta cũng lưu ý, nghĩa là những cái thể mà nhiệt á, thì theo đông y á, là nhiệt thì chúng ta chăm cứu thì chăm thì tốt, nhưng mà hàn thì chúng ta cứu. Nếu mà nhiệt mà chúng ta cứu á, thì nó đi không đúng, cho nên cũng không có tốt nha. Những cái thể mà thể hàn lạnh á, thì chúng ta dùng cứu thì rất là tuyệt vời, còn những thể nhiệt thì chúng ta không nên dùng. Thì những huyệt đạo mà mình sử dụng khi mình chăm cứu đó, khi mình chăm đó, thì khi mình cứu cũng vẫn là những huyệt đạo đó. Chúng ta có thể cứu từ 1 lần cho đến là 14, 7 lần cho tới 14 lần. Có nghĩa là mỗi một lần mình làm đó, mình đi xoay vòng. Ví dụ như một huyệt này mình làm nóng xong cái mình chuyển qua huyệt khác, thì mình đi cứ đi xoay vòng như thế. Thì mỗi ngày chúng ta có thể làm 2 lần. Thì nếu mà chúng ta áp dụng đúng á, những cái trường hợp nhưng mà dương hư sinh ngoại hàn là lạnh chân đó, thì khoảng trong một tuần thôi là chúng ta sẽ cải thiện, có thể là sẽ biến mất cái tình trạng lạnh chân rồi, chứ không cần phải điều trị lâu dài mà tốn kém đâu. Thì mình cũng nói thêm cái bộ huyệt mà để mà điều trị cho những bệnh lý như thế này á, thì mình dùng chung những bộ huyệt, ví dụ như là huyệt túc tâm lý nè, huyệt tam âm giao nè, huyệt tuyệt cốt nè, huyệt huyết khải nè, huyệt khí hải chứ không phải là huyết hải nha các bạn, huyết hải là không có đúng rồi, tại vì cái huyệt huyết hải là cái huyệt hoạt huyết, huyệt khí hải nó nằm ở dưới rúng 1,5 thốn đó. Thì tôi sử dụng bốn huyệt này, thì bản thân bốn huyệt này tôi dùng phương pháp bổ là chính. Nếu các bạn có điều kiện thì cách một ngày chúng ta chăm và cứu một ngày thì sẽ ổn hơn. Thì mình cũng xin nói thêm là bốn huyệt này khi mà kết hợp lại thì có tác dụng là kiện trung bổ khí, dưỡng huyết ích tinh, nó trị khí huyết điều hư, say sẩm nè, tim hồi hộp nè, đánh trống ngực nè, ăn không được, quể quải, yếu sức, tiếng nói thấp bé, sắc mặt thì trắng bệch. Ở đây những huyệt này khi mà chúng ta kết hợp lại thì nó sẽ có một tác dụng rất là lớn, ví dụ như nó tạo được bạch cầu, hồng cầu và tiểu cầu. Như bệnh lý ở chỗ này thì những cái thành phần đó thì đều thấp hơn chỉ số bình thường. Khi chúng ta sử dụng huyệt này cái khoảng một tuần á, bộ huyệt này một tuần á, thì nó sẽ lấy lại cơ thể, nó sẽ nâng chính khí lên. Huyệt khí hải như chúng ta hơ nóng xong rồi chúng ta nghỉ thì chúng ta hơ tiếp, thì tôi cũng có nói rồi, chúng ta làm mỗi huyệt chúng ta cứu từ 7 đến 14 mồi. Có những phương pháp cứu thì ví dụ như là cứu gừng này nhiều lắm, nhưng mà ở đây điều tốt nhất là chúng ta đơn giản thì chúng ta chỉ đốt cây cứu và chúng ta sử dụng huyệt thôi, nó đơn giản thì chúng ta không cần phải cứu gừng chi. Chúng ta kết hợp thêm những vị thuốc luôn ở phần sau chương trình đó, ở phần sau clip đó, tôi sẽ giới thiệu cái phương pháp thuốc, những bài thuốc mà để điều trị cho cái thể chú này. Thì ở chú này á, cái chỉ số huyết áp và cái mạch lạc á, thì huyết áp chú hơi thấp chứ không cao. Nếu mà tính ra đó, huyết áp chú thấp, nhịp tim thì đập rất là nhanh. Thêm một cái nữa là chỉ số tâm trương á, thì lại không đủ, lại thấp. Rồi thêm mạch lạc thì chú nằm ở cái thể
âm dương lưỡng hư, nghĩa là âm cũng hư, âm cũng suy mà thịnh, mà dương cũng suy, cả hai đều có dấu hiệu là suy giảm hết. Cho nên là cái pháp của mình điều trị là bồi bổ âm và dương, bồi bổ khí và huyết để nâng cơ thể lên. Đó là cái phương pháp mình điều trị. Nếu mà mình điều trị đúng á, thì người bệnh sẽ có một cái kết quả mỹ mãn hơn. Sau đó ở clip này thì các bạn đón xem đi, mình sẽ giới thiệu thêm vài thuốc để cho cái thể của chú để mọi người tham khảo nha. Thì trong bài thuốc á, mình sử dụng ở cái bệnh lý này á, thì mình gồm có những vị như là đảng sâm mình cho 10g, bạch trục mình cho 10g, xuyên khung 8g, thuộc địa 20g, hoài sơn 16g, sơn thù 16g, phục linh 16g, đương quy 20g, bạch thược 10g, câu kỷ 16g, cam thảo 6g, táo 4 quả và gừng 3 lát. Đó là bài thuốc mình điều trị cho thể bệnh này. Một lần nữa xin kính chúc toàn thể bà con cô bác luôn luôn được nhiều sức khỏe, gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống. Một lần nữa mình xin kết thúc clip và hẹn bà con cô bác ở clip sau nha.